Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu Kyorip và nó có cái tên riêng là GE3003 các bạn. Cây GE3003 này nó có cái bê tông là 37 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 33cc. Với tầm mà làm vườn của mình rất là khỏe ha. Vườn khu vực miền Tây của mình là gì, xài dao xài cước gì cũng rất là ngon ha. Đặc biệt là nó dùng Tây Nguyên ha, đánh cước. Dùng những dùng đá sỏi đó các bạn, đánh cước rất là đỉnh cao luôn. Dòng Kyorip này là bánh chớn nó rất là to các bạn. Bố côn nó cũng rất là to. Và đặc biệt là cái bánh chớn nó rất là lớn ha, mặt dên nó rất là dài, do đó là cái độ cài ha, độ mạnh của nó thì dường như là vô địch các bạn, nó độ mạnh vô địch luôn. 37 ly nha, 33cc, nó mang một cái chế quạt khí quanh rồ các bạn, một cái chế quạt khí quanh rồ hai kim ha, rất là đỉnh cao luôn, xài rất là tiết kiệm xăng ha, và máy rất là mạnh. Để các bạn quan sát xem máy rất là đẹp ha. Ở cái lớp chụp bô này nó có lớp nỉ đây các bạn, có lớp nỉ ha, rất là đẹp. Công tắc đây ha, công tắc nhật ha. Đây. Và quan sát cái nòng nó xem nó chát luôn, dây dịch của nó thì to đùng luôn ha. Xài không biết tới chừng nào đứt dây dịch nha, dây dịch này không có xài không có thời gian luôn. Hệ thống chụp dịch này là rất là đỉnh cao luôn các bạn, xài quanh năm suốt tháng không biết hư ha. Nắp xăng kính nha các bạn, cái hệ này là nắp xăng kính ha, hệ Kyorip nè, thằng kính có ròn đẹp rất là ngon luôn. Nó có lỗ thông hơi riêng nha các bạn, có lỗ thông hơi riêng. À, ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt đấy các bạn, xăng ha cộng với nhớt với tỷ lệ khoảng 50cc nhớt 50cc nhớt trên 1 lít xăng nha các bạn. 1 lít xăng mình pha 50cc nhớt, đó là tỷ lệ tối thiểu nha các bạn, có thể tăng nhớt lên. Ở đây nó có thiết kế lỗ thông hơi riêng đây các bạn ha, lỗ thông hơi riêng để nó cân bằng áp suất khí trời đó các bạn, để cho cái chế quạt khí mình hoạt động nó dễ ha. Để các bạn quan sát xem, máy rất là đỉnh luôn, đẹp xuất sắc luôn ha. Kyorip GE3003 đẹp không có chỗ nào để chê được, từng chi tiết một luôn. Đây GE3003 đây các bạn, bạn xem ha, made in Sa Băng các bạn, để mình quay cảnh cho các bạn xem ha, nó lấy nét lại tí xíu. GE3003M-1 Kyorip Company ha, made in Sa Băng. Các bạn nào có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha, tên nó các bạn, tùm nó xài không biết cái độ bền vượt thời gian luôn các bạn. Cây máy này nói chung là tất cả các chi tiết độ bền đều vượt thời gian hết. Tùm này nó hay hơn cái tùm màu cam nha các bạn. Cái tùm màu cam mà lớn rất hay ha. Tùm này rất là chắc chắn, để cho những cái người mà lực ha, lực điền đó ha, thì xài cái tùm này nó không có bị nhúc nhích rung ha các bạn. Rất là chắc chắn luôn. Thiết kế cái tùm này là chắc hơn cái tùm
tròn nha các bạn, rung tròn nhô ra vậy là nó lung lay, còn cái này nó không có lung lay, rất là cứng luôn. Tay nắm móc chỉ đeo ha, cụm tinh luôn, một con máy rất là xuất sắc luôn các bạn, không có chỗ nào mà chê được hết. Mình lên tay ga bóp cho các bạn xài ha, rất là nhẹ nhàng luôn, tay ga bóp rất là đẹp ha, nhẹ tưng luôn. Ở đây trắng cỏ đây ha, cùi, cái cùi này rất là đỉnh cao luôn, cái cùi này các bạn tìm mà xài không có luôn, một chốt đây ha các bạn, cỏ chống dính cỏ nè, chống mài mòn, tán 17 nha các bạn, tán 17 bít đầu luôn nè, bít đầu, tán 17 bít đầu luôn, ghê vậy, nó bít đầu luôn, bít đầu. Nó thuộc về đỉnh cao rồi, nó bít đầu này để cho đừng có lọt đất vào nè các bạn, bảo vệ con ốc khi mình tháo mở cho nó dễ. Con tán 17 nha, con tán 17 bít đầu, ghê. Cùi này các bạn tìm không có có đâu mà xài nha, tìm không ra luôn. Xài nó thì các bạn trải nghiệm cho nó an toàn và nó sướng cả nào ha, rất là đã luôn. Để mình nổ cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, chế quật khí này thì các bạn quá quen thuộc rồi ha, bơm xăng bóc e ha, giật nổ ha. Rồi một khi nó đã lên xăng rồi á, thì các bạn cứ giật là nổ thôi, các bạn quan sát xem ha. Ốc này dằn ngính luôn nè ha, về các bạn trải nghiệm nha, ốc dằn ngính luôn, sát luôn, vàng rất là đẹp, tại vì máy quay á, nó không có trung thực đó các bạn, nhìn màu vàng nó không có đã hơn, chứ thật ra là nó dằn cháy như dằn 18. Rồi để mình nổ cho các bạn xem nha, hơi nó nè, bạn nghe hơi không, hơi đó, đó đó, kéo không lên luôn, nổ nha các bạn, các bạn nghe tiếng hơi cái trên dài nè, trên dài bánh tráng lớn nè các bạn, tắt nha các bạn, ghê. Yeah. Rồi cái video mình giới thiệu cây Geolit GE3300 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765959
958. Xin mến chào các bạn nha.